Bây giờ anh sẽ hoàn thiện cho các bạn phần cuối cùng, đó là phần này. Đây, phần này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn thấy là phần này nó tương tự, chúng ta giả sử chúng ta sẽ chia mỗi cái bên trái bên phải 50 đi. Background của cả cái footer này nó sẽ là màu đen. Đây, thì anh sẽ định nghĩa như thế này. Đó. Footer sẽ có background là màu màu đen như thế này. Được chưa các bạn? Chiều cao chúng ta để khoảng 45 pixel. Đó. Vì nó có hai cái thẻ đích trái phải như thế này. Trái, F trái và F phải, thì chúng ta sẽ display flex để cho nó chia đôi. Ok chưa? Color sẽ là màu trắng. Lúc này chúng ta sẽ có thằng chấm L à, F left phải footer right, mỗi thằng này nó sẽ có một cái width sẽ bằng 50%. Được chưa các bạn? Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái khối như thế này. Đó. Ok chưa? Trên này chúng ta sẽ có gọi là align item bằng center, nó sẽ nằm ở giữa như thế này. Được chưa các bạn? Giả sử chúng ta quy định luôn font size đi, 1 rem. Chúng vẫn hơi to. Chấm 8 đi. Đó, được chưa? Và thằng giả sử thằng bên phải này nó sẽ à, bên trái text nó sẽ nằm ở giữa. Có nghĩa là thằng này nó sẽ gọi là có text align center như thế này, thì text nó sẽ ra giữa đó. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ dùng ở đây bên phải này, chúng ta sẽ dùng cái gì? Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái ảnh, danh sách các ảnh này. Ảnh này nó là cái nào nhỉ? Đây, payment. Chúng ta sẽ xử lý cho thằng payment này, được chưa? Thì bản chất payment thì chúng ta đi định nghĩa cho cái ULLI ở bên trong nó. Có nghĩa là từ thằng này chúng ta sẽ gọi UL. Được chưa các bạn? Ok chưa? UL này nó sẽ là gì? Nó sẽ display là flex. Được chưa các bạn? Mark width. Đây, anh sẽ để nó nằm giữa đây. Thì anh sẽ để khoảng 300 pixel. Chúng ta xem background cho nó. Ví dụ màu trắng để chúng ta nhìn thấy nó đã nhé. Không nhìn thấy à? Right. Pixel à, rồi thằng này nó không có content gì, anh sẽ ném ở đây để chúng ta nhìn thấy được đã. Đó, anh muốn đưa cả cái UL này ra giữa giữa cái bên phải này, thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Auto đó, lúc này nó sẽ nằm ở giữa. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho bên trong, được chưa? Thì ở bên trong lúc này chúng ta sẽ gọi vào thẻ A. A như thế này. Tạm bỏ background này đi. Đó, tạm. Rồi. Ui, sẽ bằng 300. Bây giờ anh sẽ định nghĩa cho thẻ A. Thì đối với thẻ A của chúng ta thì chúng ta sẽ có width khoảng 50 pixel, height khoảng 30 pixel. Đó, background chúng ta sẽ định nghĩa đến cái image, cái ảnh kia của chúng ta đang là payment.png. Đây là rồi. No repeat. Được chưa các bạn? Đây. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta đang có được các SSS như thế này. Bỏ nó đi. Thẻ A này của chúng ta muốn sử dụng được width thì nó sẽ phải chuyển về display block đã. Ok chưa? Thế lúc này chúng ta lấy ra được các logo này. Các bạn muốn lấy những logo khác thì cách làm tương tự
giống như phần ở phía trên thôi. Các bạn chọn đến từng cái, ví dụ như là NTH try cái số 2 thì background position là gì? Background position. Đó, ví dụ anh để là trừ 50 đi. Thì mình đang quy định mỗi cái 50 pixel mà. Lấy trừ 50 thì xem lấy ra là cái nào đây. Payment này, thêm khoảng 10 pixel nữa. 60. Đó, được chưa? Vậy thì những cái còn lại anh cứ nhân đôi lên. Đây, có nghĩa là 2 này. 3, được chưa? Trừ 1, 20. 4. Đây, 1, 80. Cộng thêm 60 chứ nhỉ? 5. Thì ở đây sẽ 1, 2, 40. Và sử như vậy. Thì chúng ta sẽ được cái list này. Được chưa các bạn? Thì đây là toàn bộ cái phần giao diện desktop của cái layout này mà anh đã hướng dẫn các bạn dựng nó, được chưa? Và đây cũng sẽ là cái giao diện cuối khóa của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải xử lý nhiều hơn nữa. Ví dụ như animation này, load ảnh ở đây, lên những cái này nó sẽ phải mềm mại hơn. Có thêm cái pop-up, được chưa? Mỗi lần kích mua hàng ở đây, thì chúng ta ở đây nó sẽ phải tăng lên số lượng, được chưa? Kích vào đây thì chúng ta sẽ phải hiển thị được cái pop-up và hiển thị danh sách sản phẩm mà chúng ta vừa nhấn mua. Đó, thì những cái phần đó thì chúng ta sẽ sử dụng JavaScript để chúng ta làm. Cái của Dũng Chat anh không để ý. Ờ đúng, mấy cái giá tiền này của anh đang bị đổi này. Tại sao vậy nhỉ? À đây, chúng ta đang đổi này. Ở dòng 176. Chúng ta đang đổi cái này đúng không? Product list P. Đây, vì nó đang bị conflict với cái... Đây, nó bị định nghĩa hai lần cái này. Chúng ta bỏ cái color kia đi thôi. Cái này thì sửa nhanh thôi. Cái này nó là bị conflict đấy. Trong quá trình làm nó sẽ có cái sự conflict như thế này. Tạm thời chúng ta comment lại xem. Đó. Rồi. Ok. Lớp mình thấy có nhanh quá không? Thì hôm nay xác định là làm cái giao diện này, anh muốn là sẽ làm một cái demo để các bạn hiểu thôi. Từ cách anh phân tích cũng như là cách chúng ta làm, triển khai nó, thì các bạn thấy là chúng ta cứ đi từ trên mà xuống và đi từ bên ngoài mà vào để chúng ta làm. Được chưa? Thì anh muốn là trong buổi hôm nay kết thúc được cái phần này ấy, thì chúng ta chỉ còn cái responsive thôi. Thì có thể là anh sẽ